Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ thử thách bản thân ăn hết 3 gói mì siêu cay nha các bạn. Đây, 3 gói mì siêu cay siêu to. Đây là loại cay siêu cay, cay nhất trong các mì tôm hiện tại trong cửa hàng mình đang bán nha các bạn. Hôm nay mình sẽ pha vào cái bát siêu to của Coca-Cola này. Bây giờ mình chế biến các cái rau rồi kim chi và xúc xích, chả cá, chả tôm cùng cho vào trong một bát này nhé các bạn. Đây, khu vực này thì có một cái chốt để mở. Mì này của bên hãng Hảo Hảo Acicook nha các bạn. Đây là loại mì siêu cay, cay nhất trong các loại mì của bên Acicook. Sợi rất là to. Ở đây cũng có cả rau nhưng mình sẽ bỏ thêm rau này ăn cho nó mát. Ăn siêu cay nhưng vẫn phương châm là phải mát. Các bạn nào không ăn được cay thì có thể bỏ bớt cái này ra nhé, vì cái này là cái gói siêu cay cấp độ 7 nha các bạn. Siêu cay cấp độ 7. Hôm nay mình thử thách là ăn hết bát mì siêu cay, siêu to khổng lồ cấp độ 7 nha các bạn. Đây, bỏ hết ớt nha. Này là túi ớt nha các bạn. Ai không ăn được ớt thì có thể bỏ qua nha. Đây, gói thứ hai. Good. Đây là ớt nha các bạn, ớt thật đấy, không phải ớt đùa đâu. Cay luôn, cay quá. Đấy, mình đã bỏ hết 3 gói đây còn có sốt này. Wow, nhìn đã thấy cay rồi các bạn. Ai sợ cay thì không nên xem video này nha. Dạ. Đây là tất cả các cái món mình sẽ cho hết vào cái bát mì này nha các bạn. Đấy. Kim chi này mình sẽ cho một ít thôi, chứ không phải là cho hết cả cái đống kim chi này đâu chứ. Rau này, xúc xích này, chả cá này, đây là chả mực. Đấy,
Nào, cùng cùng mình đi đi cho các món này vào cùng với nhau nhé các bạn. Cảnh cho các bạn xem cái bát mì của mình nhá. Đây không phải là bát mì nữa rồi các bạn. Quá nhiều. Bây giờ mình sẽ đi đổ nước nóng vào. Cùng mình đổ nước nóng vào nha các bạn. Bây giờ mình không có gì để đậy. Có thể đậy được cái này cho nó chín được mì này. Hy vọng là có thể chín được mì. Đấy, mình sẽ đổ đầy tràn lên. Rồi. Cùng mình chờ khoảng 10 phút sau nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ kiếm cái gì đậy lại cho nó nóng để có thể chín được số mì này. Mình úp tạm cái đĩa này vậy. Cả cái đĩa to mà không vừa luôn các bạn. Đây. Pha mì như bình thường nhé các bạn. Cuối cùng sau khi mà mì chín mình sẽ bỏ kim chi vào, không có bây giờ mà bỏ vào nước nó sẽ không được nóng, sẽ không được chín được mì. Đấy, các bạn sẽ chờ đợi mình sau 10 phút nha các bạn. Ok các bạn, sau 10 phút thì mì cũng đã chín. Bây giờ cùng mình trộn mì lên và ăn thôi. Đấy, ui đỏ chót các bạn ơi. Nhìn là thấy cay rồi. Mùi rất là thơm. Bây giờ mình trộn đều mì lên. Cho nó đều mì ạ. Giống mì Hàn Quốc không các bạn? Màu rất là đẹp nhá. Đây các bạn nhìn nước này. Nước này. Úi giời. Kinh quá. Nhưng mà phải ăn. Ăn cho bớt kinh. Mình sẽ cho bớt xúc xích trong bên này. Ai là từng ăn cái bát mì nó nhiều xúc xích như thế này chưa? Đây là bát mì đầu tiên của mình ăn nhiều xúc xích như thế này đấy. Mình sẽ trộn đều ăn cho nó mùi thơm. Đấy. Úi dồi. Các bạn nhìn ngang nhìn dọc mình, các bạn mới thấy là nó nhiều như thế nào. Đấy. Bát rất là to. Bây giờ mình sẽ cắt ra một ít bây giờ mình sẽ cắt kim chi vào nhé các bạn. Đây là kim chi do nhà làm nên ăn rất là đảm bảo. To quá. Cắt từng lát một đây. Đấy, kim chi nhà làm đấy các bạn. Nhìn nó sẽ không đẹp đẹp như đấy, nhưng mà chất lượng đảm bảo.
không mình có thể ăn hết được đâu các bạn. Mình cứ thử xem sao luôn. Đấy, đấy, mở đấy ra. Mở đấy. Ok. Mời các bạn cùng ăn mì với mình nha. Vì thời gian ăn mì có thể kéo dài nên đôi khi mình sẽ tua nhanh nên các bạn thông cảm nha. Vì bát mì này rất là to, thời gian ăn nó cũng sẽ rất là lâu. Mình để mình không trả họ không thể hoàn thành được cái thử thách này quá nhiều. Nhưng mà chẳng cố gắng. Quá no các bạn. Thank you.
cuối cùng sắp hết rồi các bạn. Cay quá. Bụng mình căng đét rồi. Chứ bây giờ mình ăn nhiều như này. Bây giờ nó mắc. Nó mắc ở họng không nuốt nổi. Còn ít nữa mình vẫn phải cố. Cay quá. Nó không mất nữa. Khi các bạn ăn nhiều quá, cái cảm giác nó đi nhiều, nó cứ đẩy ngược quay lại các bạn. Vì đây là mình ăn cố chứ không phải là sức ăn của mình không thể ăn. Bình thường mình chỉ ăn có một gói thôi. Hôm nay mình tải được 3 gói là cái mức ăn đó là phải cố gắng gấp 3 lần. Nên các bạn cũng hiểu là vì sao. Khi mà cũng càng ăn càng nuốt, đến cái giai đoạn này là cái cơ thể mình nó cứ muốn trả ngược lại. Ớt nha các bạn. Môi đỏ chắc này. Thường là môi mình nó thâm lắm. Hôm nay mới được ăn bữa là môi nó đỏ chắc lên. Hết rồi các bạn ơi. Đây các bạn thấy chưa? Ăn thằng bát mì mà ngua hết người các bạn. Thôi cũng vậy. Đi trang này cũng khá là dài rồi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ai có thử thách gì thì cứ bình luận ở bên dưới, mình sẽ thực hiện theo cái thử thách của các bạn. Và các bạn nào mà đang kinh doanh cửa hàng tạp hóa hoặc xây dựng mini thì các bạn cũng muốn hỏi về các kinh nghiệm như nhập hàng, lấy hàng và bày biện hàng như thế nào thì cũng để lại bình luận ở bên dưới. Chúng mình cùng học hỏi kinh nghiệm của nhau để có thể phát triển cái cửa hàng của mình nó tốt hơn. Hello, tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở các video lần sau.